vị, sau đây là phần tin thế giới của bản tin Cà phê Sài Gòn. Chứng khoán châu Á đã có những diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 3 do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tuyên bố nền kinh tế Mỹ đủ tiềm lực để đối mặt với lần tăng lãi suất tiếp theo. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22 tháng 3, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng hơn 1,9%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,35%, chỉ số ISX 200 của Úc chỉ nhích nhẹ 0,05 điểm, riêng chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm 0,6%. Chứng khoán châu Á đã rung động trong phiên 22 tháng 3 do những bình luận từ các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã dấy lên thông tin các nhà hoạch định chính sách của nước này đang xem xét tăng lãi suất vào tháng 4 tới đây. Việc đồng yên Nhật mất giá so với đồng đô la đã giúp cho cổ phiếu của các nhà xuất khẩu lớn như Toyota, Nissan, Honda tăng điểm với mức dao động từ 1,2% lên 3,6%. Tại Úc, các nhóm cổ phiếu năng lượng như Rio Tinto hay BHP Billiton đều giảm từ 0,5 đến 1,5%. Giá dầu thô tiếp tục tăng trong đêm qua sau khi số liệu cho thấy tồn kho tại Cushing, Oklahoma giảm. Cụ thể, giá dầu đã tăng khoảng 0,1% lên 41,57 đô la Mỹ một thùng sau khi tăng 1,19% trong phiên trước. Dầu Brent ổn định sau khi chốt phiên trước tăng 0,8% lên 41,54 đô la Mỹ một thùng. Vị truyền thông của Mỹ vừa mới đưa tin là vào sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương đã xảy ra vụ nổ tại ga khởi hành của sân bay Bruxelles khiến cho 10 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Không lâu sau đó, tại một trạm tàu điện ngầm của thủ đô nước này cũng xảy ra một vụ nổ khác. Ngay sau vụ nổ tại sân bay thì các mạng xã hội đã nhanh chóng đăng tải các hình ảnh của hiện trường vụ nổ. Trên tài khoản Twitter của sân bay cũng cảnh báo mọi người không đến gần khu vực sân bay và các chuyến bay đều đã bị hủy. Đội cứu hộ khẩn cấp đã tập trung tại hiện trường. Các chuyến bay đều bị hủy và mọi người đều được sơ tán. Tất cả các chuyến tàu đến sân bay cũng bị trì hoãn. Truyền thông nước này cũng cho biết có người nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng người la hét bằng tiếng Ả Rập ngay sau vụ nổ tại sân bay. Hai vụ nổ liên tiếp này xảy ra chỉ 4 ngày sau khi các đối tượng liên quan đến vụ đánh bom tại Paris vào tháng 11 năm ngoái bị bắt giữ tại thủ đô Bruxelles. Hiện cảnh sát nước này đang cảnh giác cao độ đề phòng bất cứ tình huống nào phát sinh sau vụ việc. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn xe buýt làm chết 13 sinh viên tại Tây Ban Nha, thì hàng chục người dân nước này đã đến bệnh viện đề nghị hiến máu giúp đỡ cho những nạn nhân bị thương, trong đó có nhiều người nguy kịch. Sớm ngày Chủ nhật 20 tháng 3 giờ địa phương, chiếc xe bus chở du học sinh đã gặp tai nạn trong địa phận khu tự trị Catalan của Tây Ban Nha khi tông phải một chiếc ô tô con ở chiều ngược lại. Đã có 13 người chết, 45 người bị thương, kể cả 2 người trên ô tô con. Tính đến ngày 21 tháng 3, vẫn còn 24 nạn nhân lưu lại trong bệnh viện Vejo de la Cinta, bao gồm cả tài xế. Trong đó, có 6 người bị thương nặng và 1 người nguy kịch. Người dân địa phương đã đến bệnh viện để hiến máu giúp đỡ cho nạn nhân. Tôi đến đây vì tôi biết vụ tai nạn. Tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ cần máu vì trong những vụ này thì thường thiếu máu lắm. Cứu nạn của Catalan cho biết, du học sinh gặp nạn đến từ ít nhất 19 quốc gia khác nhau. Họ là những du học sinh trong chương trình trao đổi du học sinh giữa các nước quốc gia EU. Qua kiểm tra, xác định tài xế xe bus không say rượu hay thuốc. Năm nay ông đã 62 tuổi. 6 tháng sau khi vụ bê bối gian lận khí thải của hãng sản xuất xe hơi Volkswagen bị phanh phui, ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang đối mặt với nhiều thay đổi. Trong đó, những thị trường quan trọng như Mỹ và châu Âu cũng ngày càng đặt ra những thách thức lớn hơn về tiêu chuẩn an toàn cho các nhà sản xuất. Theo một báo cáo vừa được công bố, thì 15 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới đang đối mặt với nhiều quy định nghiêm ngặt về khí thải tại các thị trường trọng điểm toàn cầu. Trong đó, tính đến nay, có 7 đại gia sản xuất ô tô đã chi ra số tiền gần 5 tỷ đô la Mỹ cho các khoản phạt vì vi phạm các quy định về khí thải tại thị trường châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đã có không ít ông lớn trong ngành này bắt đầu chú trọng đến việc cho ra đời những sản phẩm phù hợp với các quy định nghiêm ngặt về khí thải tại những thị trường khó tính. Nissan là hãng sản xuất tiên phong trong việc cho ra đời những dòng xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ra môi trường. Tiếp theo sau đó là Renault, BMW và Toyota. Các nhà sản xuất này đã chú trọng đến việc cho ra đời những dòng xe hơi thân thiện với môi trường bằng việc sử dụng nhiên liệu sạch. Thưa quý vị, một mẫu iPhone mới với thiết kế nhỏ gọn hướng đến đối tượng khách hàng thu nhập trung bình vừa được Apple công bố hôm đầu tuần. Đại gia công nghệ của Mỹ kỳ vọng thiết kế mới sẽ góp phần đẩy doanh thu iPhone hồi phục trên toàn cầu. Hôm ngày 21 tháng 3, Apple chính thức công bố cho ra đời mẫu iPhone mới có tên gọi là iPhone SE với kỳ vọng vực dậy doanh số iPhone trên toàn cầu. Trước đó, đại diện tập đoàn CEO Tim Cook dự báo doanh số bán iPhone của Apple trong quý 1 2016 có thể sẽ suy giảm lần đầu tiên trong vòng 9 năm qua.
iPhone SE được thiết kế màn hình 4 inch, có giá bán khởi điểm là 399 đô la Mỹ, được Apple nhắm vào đối tượng khách hàng tầm trung, tức những người có thu nhập trung bình, bởi đây là mức giá rẻ hơn rất nhiều so với giá bán gần 650 đô la Mỹ của dòng iPhone bán chạy nhất hiện nay. Nhiều chuyên gia cho rằng, với mức giá này, iPhone SE của Apple hoàn toàn có thể cạnh tranh với những dòng smartphone khác trên thị trường hiện nay. Tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ cũng không che giấu tham vọng tấn công mạnh vào thị trường Trung Quốc, vốn được xem là khu vực có lượng khách hàng tiêu thụ các sản phẩm smartphone nhiều nhất trên thế giới. Apple sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng iPhone SE từ thứ Năm tuần này, trước khi sản phẩm chính thức lên kệ vào một tuần sau đó. Các nhân viên đang làm việc tại một phân xưởng của nhà bán hàng trực tuyến Amazon tại Đức đang bãi công và yêu cầu tập đoàn này tăng lương. Công đoàn Verdi cho biết là cuộc bãi công bắt đầu từ tối thứ Hai và dự kiến sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc ca làm đêm vào thứ Tư tại phân xưởng ở Koblenz nằm ở phía tây nước Đức. Công đoàn này thường xuyên tổ chức các buổi đình công tại các phân xưởng của Amazon trên khắp nước Đức kể từ tháng 5 năm 2013. Mục đích chung của những cuộc bãi công này đều nhằm đòi Amazon tăng lương cho nhân viên đúng với những thỏa thuận như yêu cầu giữa hai bên. Hiện tại Đức là thị trường lớn thứ hai của Amazon xếp sau Mỹ.